Đấy, chào bạn nha, chào mừng các bạn kênh Điện tử Nam Duyên. Thế hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách tháo lồng giặt và vệ sinh cái lồng giặt của máy giặt Media nhé. Thì cái máy giặt này thì lần trước mình cũng đã làm cái video chia sẻ về cái nó hỏng, cái đứt cái dây đến vài năm lực ấy. Thì tiện đây để khách bảo là mình vệ sinh luôn, thì mình làm video hướng dẫn các bạn luôn. Đấy, để về vệ sinh thì cái máy giặt này thì các bạn chỉ cần chuẩn bị cho mình một cái tô vít này, một cái T10 và một cái vặn lục giác cái hình chữ L nha các bạn nhé. Thì tí nữa làm gì thì các bạn sẽ theo dõi sau. Đấy, thì đối với cái máy giặt Media này thì cái cách tháo vệ sinh của nó giống máy giặt Toshiba này, rồi Aqua này. Đấy, thì mấy cái hãng đấy nó cái cấu tạo lồng giặt nó giống nhau, thì các bạn có thể dùng cái T10 từ vít này thôi. Đấy, thì đợt trước mình cũng đã làm những cái video về máy giặt Toshiba đấy. Tuy nhiên là mình cũng không hướng dẫn chưa hết, thì có một số bác nó chưa hiểu nên hôm nay mình sẽ làm lại này. Đấy, thì cái này để bạn nào chưa theo dõi ấy, thì các bạn vặn cho mình video trước, các bạn vặn cho mình bốn ốc bốn góc thì các bạn nhấc cho thôi. Cái này tháo rất là dễ các bạn ạ. Tháo cái nắp mặt máy này ra. Đấy, tháo lên và các bạn vắt vắt ra đằng sau. Đấy, vắt ra đằng sau thế này. Đấy, bạn vắt ra sau cái này nhé. Đấy, vắt gọn. Đấy thì các bạn vặn cho mình bốn cái ốc, bốn cái góc cái tấm chắn này. Vặn ra các bạn nhé. Đối với hàng Media này thì hiện tại thì mình thấy là cũng rất là nhiều gia đình dùng. Đấy, vì dùng một thời gian khoảng 2 đến 3 năm thì các bạn phải tháo ra vệ sinh một lần cho nó cái lồng giặt nó sạch nhé. Chứ các bạn dùng những cái chất tẩy rửa người ta quảng cáo trên mạng thì thật sự là rất là tốn tiền mà nó không đem lại hiệu quả nhé. Đấy, nó chỉ ra những cái cặn gọi là bình thường thôi, còn những cái cặn những cái gia đình mà các bạn mặc quần áo lao động về mà các bạn cho vào đây mà các bạn giặt ấy, thì nó sẽ trong thời gian ấy, nó sẽ có rất nhiều cặn bẩn. Để bạn mở cái nắp này ra, bạn tháo cái ốc của cái lồng cái mâm giặt này ra nha. Đấy, cái này thì có một số cái ốc thì nó bị cứng lại cho nên các bạn phải lật cái máy xuống, các bạn hãm bu li bên dưới thì nó mới ra nhé. Đấy, thì cái này thì cũng vệ sinh hai lần rồi nó dễ rồi. Đấy, đây là khi vặn cái ốc này các bạn nhấp cái mâm giặt này ra kiểu gì thì một số bạn là gặp khó khăn này. Đấy, thì các bạn dùng hai trong mình hai con ốc đấy mình chuẩn bị ấy. Các bạn vặn vào hai cái vị trí nó đối xứng. Đấy, đấy, cái này thì có gọi là cái mẹo này. Đấy, thì có thể là các bạn khác có cái cách nhấc khác, nhưng mình thì có cách như vậy. Đây, các bạn vặn hai vị trí đối xứng như này cho mình. Đấy, sau đó các bạn cầm hai bên các bạn nhấc lên này thôi. Đấy, đây là một mình một tay mình quay nên là mình nhấc, chỉ cần nhấc một bên nó đã lên rồi. Đó, nhấc lên nha. Đấy các bạn này, sau một thời gian sử dụng rất là bẩn nha. Đây có cái lồng đèn này, chụp nó bạn lưu ý nhá, đừng cho nó rơi mất nha. Đấy. Đấy, ở đây nó có bốn con ốc 10 này các bạn. Các bạn dùng cái T10 các bạn vặn ra. Đấy, T10. Đấy, để mình vừa quay nên là nó hơi khó làm. Các bạn vặn vặn bọn bốn ốc này ra. Đấy, đối với con ốc máy Toshiba nó cũng thế các bạn nhé. Đấy, máy Toshiba thì nó ốc nó rất hay bị dí ở đầu nên là cái nào mà nó dí ấy, các bạn khi mà thay vệ sinh xong các bạn thay, các bạn nhớ tìm con ốc nó đúng vừa cái chiều dài con ốc cũ nhá.
không các bạn lắp vào nó bị rách phớt. Đấy. Đây thì có một số bạn nó điện cho mình mà sao mà khi mà vệ sinh xong ấy, thay lắp vào nó lại không vắt được. Đấy. Xong là điện cho mình thì mình bảo là bỏ hai con ốc, những cái con ốc cũ mà các bạn thay ấy về cho các bạn cắt, thì con ốc bạn cắt vừa chiều dài là được. Sau đó lại điện cho mình bảo là rách phớt rồi. Đấy. Cho nên là nhiều bạn là không biết làm nên là học phí cũng rất là cao các bạn nhé. Các bạn theo dõi xong, nếu bạn làm thì sẽ không bị mắc. Đây các bạn, bốn con ốc này đối với hàng media. Đấy, đối với hàng media nó làm ốc inox nhé. Media với Aqua nó làm ốc inox thì nó rất là dai. Nhưng mà với Toshiba ấy thì nó làm bằng ốc sắt nên là trong một thời gian sử dụng nó bị rỉ này. Khi các bạn thấy các bạn nhớ cắt vừa cái ốc cũ của nó như này nhé. Đấy, không vặn xuống là sẽ rách phớt hoặc là kẹt lồng nhé. Đó. Đấy, đến đây thì có một số bạn là bởi vì là khi mà nó dính một thời gian các bạn này, khi mình tháo thì mình nhấc cái này không lên được này, lắc không lên được này. Đấy, cho nên là trước là mình cũng hướng dẫn nhưng mà nói chưa hết nên các bạn, một số bạn là không làm được. Đấy, thì các bạn dùng một cái chữ L mà các bạn vặn cái lục giác ấy. Đấy, thì các bạn là xỏ xuống cái lỗ này các bạn này. Đây nó có lỗ thoát nước, các bạn xỏ xuống nhá. Đây, các bạn cậy. Cậy. Đấy, cậy cho nó tách hẳn ra. Đấy, bạn cậy thế này nha. Đấy. Như vậy nó ra đấy các bạn. Chứ mà các bạn mà nó dính nhưng mà các bạn cố lắc này ấy, thì nó rất là khó ra nhá. Đây mình cậy phát là mình lôi ra được luôn. Mình giữ lại mấy nhấc ra này các bạn. Đó. Này, bên trong rất là bẩn này các bạn. Rất bẩn nha. Đấy. Đấy thì cái vệ sinh cái lồng này các bạn này. Thì nhà bạn nào mà có máy rửa xe ấy, thì các bạn xịt sạch đi, hoặc là các bạn lấy cái cọ nồi ấy. Cọ son ấy thì các bạn cọ đi nhá. Đấy, cái này thì đơn giản rồi. Này thì các bạn làm sạch đơn giản rồi. Tuy nhiên là cái lồng này này. Một số bác là không biết là khi mà mình đánh xong ấy thì thoát nước ra kiểu gì. Đấy, một số bác là cứ lấy gáo xong là múc ra. Đấy, nhưng mà hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách làm rất là dễ và đơn giản nhé. Đấy. Thì các bạn cắm điện vào cho mình. Này mình cắm điện vào nha. Cắm điện nha. Và các bạn chọn cho mình chế độ vắt. Đây. Các bạn bật nguồn lên nhá. Đấy, và chọn cho mình chế độ vắt này. Đấy, chế độ vắt này các bạn. Đấy, máy nào cũng thế nhá, Toshiba, Aqua cũng vậy. Thì các bạn ấn Panasonic các bạn. Và ấn này. Đấy. Bạn ấn cho nó vắt nha này. Thì khi mà vắt thì nó sẽ xả nước xuống nha các bạn nhá. Đấy. Sau đó các bạn dùng một cái vòi nước này, chính cái vòi của nó này các bạn. Đấy. Các bạn rửa thôi. Thì rửa bao nhiêu thì các bạn thấy là nước nó sẽ trôi ra ngoài theo hết nhá. Đấy. Này. Các bạn để vòi này và các bạn đánh rửa đi. Đấy, thì nước này các bạn. Chế độ vắt thì nước nó sẽ lọt qua ống kia hết. Đó. Cái này thì nhiều bạn không biết đâu nên là khi mà đánh như các bạn rửa thì các bạn lại lấy cái gáo múc ra, nó rất là bất tiện. Đó. Đấy, các bạn cứ để vòi nước này là các bạn đánh rồi các bạn. Đấy, lấy cọ nồi các bạn đánh xung quanh thôi. Đấy. Đánh đến đâu để cặn bẩn nó rơi lấy rồi nó trôi theo đấy nhá. Đó. Mày đánh này các bạn. Đấy. Đánh như thế nhá. Đấy, nó trôi đi hết. Các
đấy các bạn này, đấy mình đánh sạch này. Đấy. Thì đánh đến đâu cặn bẩn nó rơi đến đấy là nó lọt ra ngoài nhá, đây nó xả ra ngoài các bạn, đó đơn giản thôi. Đấy, mình tạm dừng máy thì là nó nước nó không thoát được đâu. Đấy. Thì khi mà vệ sinh cái lồng trong này với cái lồng ngoài này rồi xong thì các bạn lắp theo tuần tự, lắp lồng trước, lắp nắp sau. Đấy. Thì lắp vào nó đơn giản thôi. Đấy thì tháo ra như nào về các bạn lắp như thế. Thì hôm nay thì mình chỉ hướng dẫn chi tiết cái cách mà vệ sinh trong cái lồng này này. Nhiều bạn là không biết là gặp lúng túng rồi. Rồi. Video mình đến đây kết thúc nha. Bạn nào thấy hay ý nghĩa bạn có thể là đăng ký kênh theo dõi hoặc là cho mình một like nha. Rồi, xin chào các bạn.